Chào bạn, trên tay mình là cục pin sạc di động của Lusa 2, nó có tên là BL2. Thì điểm đặc biệt của cái cục pin này chính là cái lớp vỏ bên ngoài được bọc một lớp da. Về mức dung lượng thì nó chỉ có 6000mAh, cũng không phải là mức dung lượng cao. Vì thế thì hai cái điểm đặc biệt nhất của nó là cái sự nhỏ gọn và cái vỏ bọc da nó sang trọng. Ở đây chúng ta có một vài thông tin như là lớp da bên ngoài là da PU, có đèn flash, cell bên trong là của Samsung, và cái ngõ ra của nó là 2.1A giúp sạc nhanh hơn. Ở đây thì theo thông số từ nhà sản xuất thì với 6000mAh nó có thể sạc được một chiếc iPhone 5 2.8 lần, còn với iPad mini là 90%. Bây giờ mình sẽ mở ra bên trong. Cái hộp cũng rất là nhỏ gọn. Đây là sách hướng dẫn. Nó có một vài cái thông tin như là về kích thước, về trọng lượng thì nó nặng 159g. Đầu vào 5V 1A, đầu ra là 5V 2.1A. Các bạn cần đến 7 giờ đồng hồ để sạc đầy cục pin này, và cái số lần sạc là 500 lần. Đây là cục pin. Ở đây chúng ta có một cái túi đựng và một cái sợi cáp micro USB. Nếu các bạn xài với iPhone thì cần cái sợi cáp Lightning. Đây là cái cục pin BL2 của Lusa 2. Vỏ bên ngoài nó bọc da, nó rất là nhỏ gọn, có thể cầm gọn trong tay. Thì cái lớp da này sẽ giúp cho chúng ta, thứ nhất đó là có cái cảm giác sang trọng hơn khi xài, và thứ hai là khi chúng ta bỏ chung nó với điện thoại trong giỏ sách, nó sẽ không làm cho chày điện thoại hay là những cái vật dụng khác nó làm chày lớp vỏ của cục pin, khiến cho nó xấu đi. Cái đường chỉ viền may ở đây cũng khá là đẹp. Ở trên đỉnh thì chúng ta có hai cổng, một cái cổng micro USB dùng để sạc pin cho nó, và cái cổng thứ hai là cổng USB dùng để sạc pin cho cái điện thoại hay tablet. Cái này là cái đèn flash. Các bạn muốn mở đèn flash thì nhấp đúp hai lần cái nút nguồn ở bên cạnh phải của cục pin, đèn flash sẽ sáng lên. Mình nhấp hai lần để tắt. Ở mặt trước chúng ta có ba cái đèn LED màu xanh dương. Ở đây là nó chỉ mức dung lượng của cục pin. Khi mà chúng ta sạc đầy thì nó sáng cả ba đèn, còn khi mà nó hết pin thì nó sẽ nháy liên tục, lúc đó chúng ta cần nạp pin thêm cho nó. Ở những cái cạnh sau chúng ta có một vài thông tin khác thôi, phía dưới không có gì. Thì cái cục pin này được bán với giá chính hãng là $55, nghĩa là khoảng gần 1.2 triệu tiền Việt Nam. Ok, xin cảm ơn các bạn.